đây sao vậy? Sắp đây thì sắp đấy. Mai đi nữa ăn hả? Mai đi nữa không? Mai hả? Còn có mai xin chịu nấu không? Đi ngày là thấy đuối rồi. Đuối hả? Rất mỏ ở chỗ này nhìn hấp dẫn nè, chỗ này chắc nửa lít cả. Đây chỗ này chắc nửa lít luôn á, bể đi ha. Vậy hả? Thiệt lắm. Từ từ để đâu? Em cầm nhau nhau gặp lại để xếp lại lại. Từ từ từ. Em gặp lại để xếp lại nhé. Sao nhìn nó xếp? Mẹ ổ rồi. Xếp đúng rồi. Đúng rồi. Đó nằm đây. Từ từ. Đâu? Nằm xuống. Đó. Sao anh không quay đúng? Mấy cái này thấp sao? Từ nào? Ờ, sắp bắn nè. Còn mấy cái kia mà không ai á, tao ngâm rượu luôn á. Bán ngâm rượu anh quay lên bán luôn. Hả? Ngâm anh quay lên bán luôn. Sợ cái đủ đó 8 triệu. Cái quan trọng cái rượu đó. Anh có tí không? Này này như sao được không? Này chắc là ký rồi. Ồ, hơn được. Ký tên. Còn 21 rồi kìa. Ờ. Ký rồi, ký kìa.
Từ từ. Con này nó còn sống luôn. Nó đang đi hút mật rồi con à. Ừ, con ông ở đây đi hút mật nè con giờ nè. Thấy không? Nó nè. Cái này cái gì vậy? Ừ, cái gì? Ủa sao chưa hút mật đi? À, đi hút mật rồi. Bây giờ con gì đây hả? Cái cây. Cây xanh xanh. Giá cũng xanh. Nói tình cảnh chưa là yêu là hao à mới bỏ vô tổng đó con ấy quá đây là cô ăn nè ơi nó đang tìm ổ của nó đó con ốc đây là đó đó là ít ừ sợ quá con chỉ có chích giữa chích cũng là nè đó tôi có cái đuôi không nó đích có đồ chú là bị phải đồng vô cái hộp này luôn á để đến gã nữa từ từ quá anh lo hả đầy thấu luôn á ờ đầy thấu đầy luôn nhét còn chồng nhét để đến thấu nha để đến thấu nha à con đúng con cái ổ này nó không có cái lỗ thấy không nè cái ổ này nè nó không có cái lỗ ha nó bít lại hết luôn thấy không con quần nhào nhào lột vô trong cái hố này thôi chứ xịp lép hết mấy cái tổ luôn á con mà không có nè con giờ là cái tổ này nè ha cái tổ này nè ha, nó bao hết cái lỗ thấy không con thấy không còn cái tổ này nó còn lỗ lỗ này không ba quấn luôn ghê chưa Cô ông nó mới ngủ qua nó đốt lại ờ, một cô ông này đúng cũ chặt một cái ổ này mọc lên chưa cũ để liếm thử nha liếm hoài thử hoài à để liếm chúng con không còn thôi nha không có được cho lấy trong tủ rồi đó không biết để đâu phải chắc con nhận nó trong đây nè. Đâu? Nè. Nó lẹ vô đây nè. Ấu. Đây, chỗ này đẹp. Ủa, chỗ này nó bể, chỗ này cũng luôn. Nhưng mà giòi quá. À. Con ở con một con giỡn nè. Ủa, ông con tí xíu à, con này nè con nè. Thôi được rồi. Ừ. Nè cũng vậy không? Nè con. Đây này. Con nếm thử ngon quá. Nếm thử đây. Nếm thử đây. Ông. Nó có cái gì? Nó sao con nó sao? Nó nghĩa là một con dồi. Không phải con dồi, con ông. Nè nó nghĩa là một con dồi nè. Con ông. Đây nè, đây những nhà hả không? Con ông con đây nè à, con ái tay con ái thuê ngon ngọt không ngọt không nhắm thưa nhắm thưa đấy giống kẹo không giống kẹo không con ăn không ăn mà trời ăn 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 không không có rồi không có đâu cái này không có giò nè cái tủ này không có giò ăn một miếng đâu cắn một miếng đi không có giòi ăn chừng sạch á sạch nguy hiểm ừ. Không. Trời ơi, tổ này dễ thương quá ha. Trời ơi, có chút xíu ông đi bắt nó hết trơn. Để tôi ăn phép cho ta. Thôi đi. Trời, ta mới có chút xíu đi bắt người ta. Không phải như đó à. Cái ổ do cái con ông chú nó làm. Nó dở quá thì nó làm ổ nhỏ. Hay à.
giờ đi cũng có kinh nghiệm dữ hả? Tao quả tiếng. Quay ra ăn. Tao quả. Ừ. Sao không ngon ta? Tao đi đâu?